Ngày trước, thường nghe bà nói về một nơi gọi là thiên đường. Bà nói ở đó, con người chỉ sống trong vui vẻ và hạnh phúc. Rồi không biết từ bao giờ, em đã nuôi lớn một ước mơ, biến thế giới xung quanh mình như thiên đường. Không có đau khổ, chỉ có hạnh phúc và tiếng cười. Chỉ cần có được nụ cười của mọi người, em nguyện đánh đổi mọi thứ của bản thân mình. Hình như vũ trụ đã nghe được lời nguyện cầu của em. Mọi người xung quanh em đã bắt đầu học cách cười. Anh cười đi. Lúc này người ta đang suy nghĩ để làm giàu, còn em ở đây thì nghĩ cho người khác. Vậy là anh chưa học qua ba cách kinh doanh để làm giàu: làm miệng cười, cho đi và tha thứ. Vài bữa ra tặng anh. Ngỡ rằng cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua, lý tưởng cứ đơn giản như vậy trở thành hiện thực, cho đến khi bất hạnh xảy ra, sự thật phũ phàng. Lý tưởng của em bỗng chốc trở thành thứ ngăn cản, chống đối, bắt em phải lựa chọn giữa được và mất. Để rồi mâu thuẫn, nghi ngờ, chia ly, đau khổ. Cuối cùng là ân hận, nhung nhớ. Thiên đường đã đổi, nhật nguyệt đã thay, nhân sinh một kiếp hóa tro tàn, mộng sắc vô vàng hóa hư vô. Phải gần 10 năm rồi. Giờ cũng đến lúc em đưa cái này lại cho chị. Cái này đâu phải của chị. Nó sinh ra là để cho chị, nên vốn thuộc về chị mà.
mọi thứ em để trong đây hết rồi. Lấy em qua ăn cơm nha. Em nấu cơm ở nhà rồi. Em đang... Vào giờ này, ngày này, tháng này, 5 năm về trước, ba em đã trút hơi thở cuối cùng ở phía dưới chân đồi này. Hồi đó em với ba cũng thường xuyên lên đây, mang theo đồ ăn, cùng ăn và ngắm hoàng hôn. Ăn đi. Sao về cuộc sống sau khi chết đi? Chết rồi làm gì còn cuộc sống để mà nghĩ. Điều đó chị đúng. Khi anh sống mà không lưu lại dấu vết gì trên thế gian này. Em đang nói về các nhà khoa học hay những vĩ nhân? Nếu anh biết cho đi sự yêu thương thì sau khi anh chết, cuộc sống của anh sẽ không hoàn toàn bị mất đi. Giống như ba em vậy. Không chỉ với gia đình em mà với cả mọi người, ba em chưa bao giờ chết cả. Vì những lời ba nói, những hành động của ba, kể cả ánh mắt, nụ cười và khuôn mặt của ba vẫn luôn sống trong trái tim họ. Thank you.
Anh chào ba em hả? Ừ. Anh có nói gì với ba em không? Không. Sao anh không xin ba em gì đó đi? Ba em linh lắm. Hãy bên cạnh người là bằng hạnh phúc. Hãy là người là bằng hạnh phúc. Tặng anh nè. Chào em chị ạ. Cho hỏi mình đi mấy người vậy ạ? Hai người. Mình đã ra bàn trước chưa? Rồi. À, bàn em để em kia cho anh chị nha. Chị đi thêm ạ. Sao anh lại dẫn em đến đây? Vì em thích cảm giác, không khí của gia đình nên anh muốn dẫn em tới đây. Gia đình là sao? Một lát nữa em sẽ biết. Dạ em chào chị ạ, cho em gửi menu nha. À, dạ vâng, em gửi anh chị menu của 44 ạ. Dạ. Menu ở bên em á được pha theo cảm xúc của anh chị. Dạ, mỗi giờ màu đen khoan nhớ bên muốn đã bán. Tất cả các loại rượu ở trên nó đều pha được với tất cả các loại ở dưới. Anh chị muốn uống nhẹ khoan nhẹ, uống nặng khoan nặng giúp em. Dạ, phần đằng sau có phần viết tên ạ. Anh chị nó tên lại giúp em để em dễ uống nước. Anh chị có yêu cầu có điểm menu giúp em nha. Cảm ơn. Dạ em chào anh chị, cho em xin lại menu order nha. Em cảm ơn. Em chỉ nghe nói thôi, bây giờ đến đây mới thấy nó đặc biệt thật. Còn nhiều thứ đặc biệt hơn nữa. Dạ, cho em mượn nước của anh chị ạ. Thank you.
chơi chị ạ. Dạ, cho em hỏi nước mình dùng có hợp vị của mình đúng không ạ? Dạ ngon, cảm ơn anh. Dạ vâng, nếu mà dùng không hợp vị á, có thể nói em nha. Em sẽ order fit lại cho anh chị ạ. Anh cảm ơn chị. Anh viết đi. Số điện thoại của anh. Không. Anh có biết khi một ai đó xin số điện thoại của anh, nghĩa là anh đã có dấu ấn đặc biệt trong mắt họ và trong cuộc sống, chứ không phải một hạt cát vô định trên sa mạc. Dạ anh ơi, anh có thể cho em xin Zalo hay Facebook của mình có được không ạ? Làm gì? Dạ để em lưu lại thôi, tại không vì mình cần. Là dạ em xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ. À, anh nói ở đây có không khí của gia đình, nhưng anh lại là người đầu tiên phá đi tiêu chí của họ. Anh có người thương rồi, anh không muốn làm cho họ ảo tưởng. Sao anh biết đây là một cô gái? Biết đâu đây là một người phụ nữ thấy anh giống con trai của họ, cũng có thể là một người bạn thấy anh giống anh trai hay em trai đã mất của họ thì sao? Anh đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác nữa. Lần sau tới đây em sẽ gọi món này. Trong menu của quán không theo một cái quy định áp đặt nào cả. Mỗi lần em tới quán vẫn là món này, nhưng hương vị sẽ thay đổi theo tâm trạng của em. Bartender siêu vậy? Anh Trung đoạt giải bartender châu Á mà, quản lý tổng ở đây đó. Anh Trung có thể pha hơn 500 loại cocktail. Cậu anh phải mất 2 năm để săn đón, tìm. Giờ mà anh Trung về đây làm gì? Cậu anh là chủ quán này hả? Vậy cậu anh đặt tên quán là 444 có ý nghĩa gì? Nghĩa là dành cho bạn. Để em dịch nha. Dành cho trải nghiệm của khách hàng, dành cho quầy bar. Bartender không ngừng phát triển và đổi mới, thưởng thức với không suy nghĩ hay vướng bận gì cả. Vậy theo em, cocktail lover là gì? Là dành cho người yêu thích và thưởng thức cocktail. Anh có người thương rồi hả? Ai vậy? Anh giữ lại đi, em không nghe đâu. Người trong trái tim thì cứ giữ họ lại trong trái tim. Người anh thương là em đó, cô bé ngốc. Anh vô đây ngồi chung cho vui. Con vô đây ngủ chung luôn đi cho vui. Anh hay mắc cỡ lắm. Chắc cũng không quen ngủ chung với nhiều người. Ngủ chung đông vui sao không quen. Mỗi người có cuộc sống, thói quen,
sở thích khác nhau, không có được đem ra đây bàn tán. Con về đi, mẹ con sắp không chịu nổi nữa rồi. Ba đã mất mẹ con rồi, ba không muốn mất luôn cả con nữa. Lần đầu tiên em hiểu được ý nghĩa của cái chết là khi nó chạm tay lên người ba em và nó dạy cho em biết phải sống như thế nào. Có phải em đã từng có suy nghĩ không muốn sống nữa? Hình như ký ức về những ngày tháng ấy đã đi theo ba em mất rồi. Em chẳng còn nhớ gì nữa cả. Sự vắng mặt của những người mình yêu thương còn thể hơn cả cái chết. Giống như gì? Hy vọng trong vô vọng. Còn khổ sở hơn cả thất vọng. Nên đôi khi anh thấy
anh rất là mơ hồ. Không biết bản thân của mình có đang thực sự là sống hay là không. Một người đã sống sẽ đến lúc phải chết. Nhưng nếu anh đã sống, phải sống sao cho thật xứng đáng. Nếu cho em một điều ước thì em sẽ ước gì? Em sẽ ước những người em yêu thương luôn vui vẻ, mạnh khỏe. Chỉ đơn giản vậy thôi à? Anh có biết tại sao em lại bỏ dở đại học không? Lúc đó mẹ em bị bệnh nặng. Em muốn dành thời gian ở bên cạnh để chăm sóc mẹ. Nhà em còn em trai, còn chị gái mà. Anh đã từng nghe câu món quà lớn nhất mình có thể dành tặng cho ai đó là ở bên cạnh họ. Có nhiều cách khác để tặng, đâu nhất thiết phải dùng cách này. Khi anh trao tặng thời gian của mình cho một ai đó, nghĩa là anh đã trao tặng một phần đời của mình, điều mà anh không bao giờ có thể nhận lại được. Anh muốn được yên tĩnh một mình. Ô Vũ, con về lúc nào vậy? Để mẹ dọn cơm cho con ăn nha. Con vô thay đồ đi, rồi xuống ăn cơm với mẹ. Mẹ định không nói cho con biết hả? Tại mấy bà bạn lừa mẹ nên mẹ giận vậy đó. Mẹ thậm chí bị ông bà ngoại lừa dối. Từ mặt mẹ, mẹ còn không khóc như vậy mà. Đó chỉ là mấy bà bạn của mẹ. Tại mẹ có tuổi rồi nên mẹ dễ xúc động. Mẹ bây giờ mẹ ổn rồi, mẹ không sao hết. Ngoài con và ba ra, không có ai trên đời này có thể làm cho mẹ khóc được cả. Mẹ nói cho con biết đi, có phải ba làm chuyện gì cho mẹ buồn không? Hay là bệnh của con? Mẹ đói rồi. Thôi mình ăn cơm xong đi, rồi mình nói sao nha. Mẹ đừng có lúc nào cũng coi con là kẻ vô dụng bệnh hoại nữa được không? Đừng có lúc nào cũng bao che bảo bọc con như hoa trong lòng kính. Con chán ghét điều đó lắm rồi. Mẹ biết rồi con. Con bà, mẹ không biết gì cả. Mẹ không có hiểu.
Mọi người trong nhà này lúc nào cũng coi con là kẻ vô dụng, có khác nhiều kẻ tàn phế đâu. Dũng ơi, Dũng, con có sao vậy? Con hít vô, con thở ra nha, con đừng làm mẹ sợ nha. Dũng, Dũng ơi, mẹ, làm ơn đi, đừng làm mẹ sợ mà con. Làm ơn, con muốn một mình. Mẹ đi đi. Mẹ đã dành cả thanh xuân, dành cả đời để ở cạnh mình, nhưng mà mình lại bỏ đi lúc mẹ cần mình nhất. Nếu biết rằng đó là lần cuối cùng được nhìn thấy họ, thì ta có còn nói những lời tổn thương đó với họ không? Có để cho họ khóc không? Chúng ta chẳng bao giờ nghĩ đến điều này mỗi khi tranh cãi với người mà mình yêu thương. Nên mỗi giây phút vũ trụ đã phải nghe cả ngàn câu giá như của chúng ta gửi lên. Giá như ta có thể ở bên họ lâu hơn. Giá như ta đã giữ chặt tay không cho họ đi. Giá như ta cười với họ một lần. Có phải như vậy ta sẽ không phải sống trong ân hận và hối tiếc như bây giờ không? Chúng ta sẽ không bao giờ biết được mình hay người mình thương ai sẽ rời đi trước. Vậy nên hãy yêu thương họ nhiều nhất có thể. Hãy giữ chặt khi họ còn bên mình. Hãy buông tay khi họ phải rời đi. Như vậy thì dù cho có hối tiếc, cũng chỉ là hối tiếc về khoảng thời gian vui vẻ bên nhau quá ngắn mà thôi. Không đi. Quán hết chỗ rồi, cậu đem về nhà đi. Em chờ anh. Hãy để nó rơi xuống đất và dần tan biến theo thời gian. Nhật ký em viết cho riêng mình em, lời hứa em giữ cho mình tự tin. Em gửi theo bao lời ca, nụ cười mỉm em muốn con tim tự do. Thời gian tàn phai đi bao sương sống, không ai đợi ai tìm thấy được mình. Những hy vọng hiện tại có khi là cơn mộng du,
nhành hoa nào rơi bên hiên di chúc em biên còn vương cùng tháng năm dài viết cho người ở lại chính em trong em thấy và khi màn đêm có gió bên gối em tôi lẻ loi cũng như nghi ngờ phải chăng từng sự thật xót xa là do nhiều thương cầu mong một mai hoa tươi kia nở em bay thật xa từ cánh chim trời những ngày dài cuộc đời sẽ như là cơn mộng trôi những ngày dài cuộc đời sẽ như cơn mộng.